chào quý khách hàng và các nhà đầu tư, mình tên là Trọng Thơ, hiện tại mình đang công tác và làm việc tại bất động sản Kim Cương. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu tới toàn thể quý anh chị, quý khách hàng về cái bản đồ quy hoạch cái diện tích tổng diện tích 4.633 ha của VKMX, quy hoạch khu phức hợp đô thị VKMX giai đoạn 1, 2, 3, 4 đến toàn thể quý khách hàng để được biết và cái vị trí đất mà công ty bất động sản Kim Cương chúng em đang mở bán ạ. Xin mời quý anh chị, quý nhà đầu tư xem qua bản đồ. Đây là bản đồ hiện trạng với diện tích 4.633 ha. Thì như chúng ta đã thấy cái màu xanh là quốc lộ 13. Đi dọc quốc lộ 13 từ thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta về tới ngã tư Minh Thành, ngã tư Trơn Thành ạ. Ngã tư Trơn Thành khoảng tầm 60 km từ bến xe miền Đông, chúng ta sẽ tới ngã tư Trơn Thành. Và ngay góc ngã tư Trơn Thành đây là có tập đoàn Vingroup về đầu tư, mở trung tâm thương mại Vincom. Chạy thẳng chúng ta sẽ về cửa khẩu Hoa Lư, Lộc Ninh, Bình Phước. Rẽ trái chúng ta về Tây Ninh và rẽ phải chúng ta sẽ về thành phố Đồng Xoài và đi các tỉnh Tây Nguyên. Và dọc quốc lộ 14 từ ngã tư Trơn Thành, dọc quốc lộ 14 vào khoảng 3 km chúng ta sẽ gặp ngã tư Minh Thành. Và đây cũng là cái quỹ đất mà công ty bất động sản Kim Cương thì em đang mở bán ngay đây ạ. Và cũng ngay cái quỹ đất công ty bất động sản Kim Cương đang mở bán có cái tuyến đường Minh Thành An Long chạy xuyên qua quỹ đất mà công ty bất động sản Kim Cương đang mở bán qua giai đoạn 3 và đi Phú Giáo, Bình Dương. Và cũng từ cái quỹ đất mà công ty bất động sản Kim Cương mở bán tới ngã tư đường mòn Hồ Chí Minh có cây xăng Thanh Lễ đã mở ở đây nha quý vị, chỉ có 200m thôi ạ. Và cũng từ quỹ đất này ra tới trung tâm thương mại mà BKMX đang quy hoạch ngay cái vòng xoay đường mòn Hồ Chí Minh, giao tiếp với giai đoạn 3, giai đoạn 4 thì chỉ có khoảng tầm 300m thôi. Thì cũng đối diện cái quỹ đất mà công ty bất động sản Kim Cương đang mở bán, đó là khu công nghiệp BKMX Trơn Thành giai đoạn 1. Và hiện tại cái mật độ phủ kín của giai đoạn 1 là tới 7-80% rồi nha quý vị. Và theo cái hướng tay của Trọng Thơ đang chỉ thì chúng ta sẽ thấy cái con đường D3. Và con đường này có mặt đường rộng 25m và đối diện là trường học mầm non cấp 1, cấp 2 Minh Thành đã hiện hữu hơn 10 năm nay rồi nha quý vị ơi. Và cũng kế cái trường học cấp 2 Minh Thành thì BKMX quy hoạch một bệnh viện và một trường cấp 3 Minh Thành. Dọc cái tay của Thơ đang chỉ đó là những ngôi nhà, những mái ngói, những tòa nhà cao tầng. Đó là dọc quốc lộ 14, chạy thẳng chúng ta sẽ về hướng Đồng Xoài và đi Tây Nguyên, rẽ trái chúng ta sẽ về lại thành phố Hồ Chí Minh. Đó, những nhà dân đã sinh sống rất là lâu đời rồi ạ. Và cái tuyến đường chúng ta đang nhìn thấy đó là tuyến đường Minh Thành An Long. Đây cũng là cái tuyến đường N3 mà BKMX quy hoạch với diện tích mặt đường là 25m. Và trước mặt chúng ta ngay cái vị trí Thơ đang đứng chạy ra khoảng 100m, đó là chợ Minh Thành đã hiện hữu hơn 10 năm nay. Và từ chợ Minh Thành chúng ta rẽ trái ra 30m thôi, chúng ta sẽ thấy ngôi nhà có chóp ngói màu xanh, đó là Ủy ban Nhân dân phường Minh Thành nha quý vị. Từ Ủy ban Nhân dân phường Minh Thành chúng ta chạy ra khoảng 500m chúng ta sẽ vào cổng số 1 của khu công nghiệp BKMX giai đoạn 1. Và như theo hướng tay của Thơ đang chỉ đó, đây là những cái quỹ đất mà công ty bất động sản Kim Cương đang phân phối mở bán. Đây cũng là tuyến đường D3 chạy thẳng ra đến đường N1 và bên đó thì công ty bất động sản Kim Cương sẽ quy hoạch dọc tuyến đường D1 là 50 căn nhà phố liền kề và ra vòng xoay trung tâm thương mại chỉ có 300m. Thì cái tuyến đường này là tuyến đường Minh Thành An Long chạy ra đường mòn Hồ Chí Minh 200m chúng ta sẽ tới đường mòn Hồ Chí Minh và chạy thẳng chúng ta sẽ về hướng Phú Giáo của Bình Dương. Thì đó là những thông tin mà Trọng Thơ chia sẻ trên bản đồ chi tiết 4.633 ha và cái thực địa của bất động sản Kim Cương đang mở bán tại vị trí Trọng Thơ đang đứng ở đây. Thì như quý vị đã thấy hiện tại cái đất nền khu vực này rất là đẹp, rất là bằng phẳng, gần chợ, gần trường học và có những tiện ích như bệnh viện, gần Ủy ban Nhân dân, gần quốc lộ 14, gần đường mòn Hồ Chí Minh và tuyến đường D1 là tuyến đường rất là tuyến đường mới đặc biệt xuyên từ BKMX giai đoạn 1, 2, 3, 4 liên thông với các khu công nghiệp và cũng đi về hướng Phú Giáo, Bình Dương. Thì quý vị, quý chị nào muốn đầu tư đất nền
hãy liên hệ cho mình, vì giá đất nền ở đây đang rất là còn mềm nha quý vị, giá từ 5 đến 6 triệu thôi để sở hữu cho mình một vị trí đẹp, một view đẹp và tăng trưởng kinh tế và phát triển đất nền ở đây. Thì quý vị hãy liên hệ cho chúng tôi qua số điện thoại 0948978859 để được đi xem thực địa khu vực và tư vấn về pháp lý đất nền ở khu vực trên thành Bình Phước. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video sau.